Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình ha. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mấy bạn là về phần danh mục sản phẩm. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là khi mà mình click vào cái delete category product này thì mặc định nó sẽ xóa luôn cái danh mục này ha. Đó, đây là cái danh mục xóa. Thì để mà xóa thì các bạn mở lại cho mình cái project. Thì ở đây mình chưa có ha, chưa có delete. Thì ở đây mình đã có get delete product này rồi. Mình truyền được cái ID rồi. Thì bây giờ mình sẽ viết hàm delete category product ha. Rồi mình sẽ viết hàm cho nó ha. Public function. Đó, mình cũng truyền cho nó một cái gì? Một cái request ha. Đó. À, mình không cần request này ha. Request này là lấy yêu cầu dữ liệu, mình không cần, mình chỉ lấy ra được cái ID thôi ha, mình chỉ cần lấy cái ID này thôi. Rồi. Các bạn sẽ copy cho mình ba cái dòng cuối của cái thằng update ha, sau đó các bạn paste ra đây. Đó. Thì gì? Thì từ là table category product where điều kiện là gì? Điều kiện là category ID ha, điều kiện là category ID. Bằng gì? Bằng category đã truyền vào ha. Bằng cái query đã truyền vào đó rồi. Thư mục data, ủa mình có chưa ta? Cái này update thì mình sẽ sửa lại, đó là gì? Đó là delete, có nghĩa là delete ha. Delete đó. Đây là cái hàm delete ha. Rồi sau đó là xóa danh mục sản phẩm thành công ha. Khi mình xóa thành công rồi, mình sẽ redirect to gì? Về gì? Về cái trang tất cả cái query ha. Rồi, sau khi mình biết hàm xong rồi, mình sẽ ra đây mình refresh và mình thử ha. Mình thử xóa cái best 5 này ha. Đó, mình xóa. Rồi ha, coi như là đã xóa thành công. Thì ở đây ví dụ như mình lỡ click vào. Ví dụ mình lỡ thôi, mình lỡ click vào cái dấu x này. Mặc định mình không muốn, mà vô tình mình click vào nó xóa cái danh mục này đi. Nhưng cái danh mục đó chớ trêu thay là mình chứa cái sản phẩm, chứa nhiều sản phẩm lắm, mình lỡ cái là mình không có hồi lại được luôn ha. Thì sẽ có một cái dòng code đó là on click ha, confirm. Các bạn lên Google các bạn search ha. Ví dụ như là ahead nè. On click event ha. Ahead on click event. Các bạn biết tiếng Anh rất là tiện ha, rất là tiện cho mình. Ví dụ như là mình bị lỗi gì á, mình biết tiếng Anh, mình lên Stack Overflow ha, mình lên Stack Overflow hoặc là những cái trang khác. Đó, mình coi cách người ta trả lời nè, đây là cách người ta trả lời, đây là cách người ta đặt câu hỏi, ở dưới đây là những cái trả lời. Thì cái nào có dấu check đó là trả lời tốt nhất ha. Trả lời tốt nhất, còn ở dưới đây là cũng có nhiều cái trả lời lắm, nhưng mà đa phần là đây nè. Cái là thumb up và thumb down, có nghĩa là cái câu trả lời này được 205 lượt thích. Đó là câu trả lời chuẩn nhất. Thì on click nè, các bạn copy cho mình cái phần này nè. Return the function. Thì trong cái the function này nào, coi confirm the click event have on click confirm ha. Đó, confirm. Đó, I want this link to have JavaScript dialog. Delete return nè, on click return, are you sure nè. Đó, are you sure. Mình copy ha. Rồi, sau đó mình vào cái mã code của mình ở cái trang OKCategoryProduct. Cái dòng delete đây, cái dòng ahead đây, mình sẽ pass vào ha. Mình pass vào return, are you sure to gì? To delete category. To delete thôi ha. Are you sure to delete? Đó. Rồi sau đó các bạn ra lại cái này, các bạn refresh lại. Rồi bây giờ mình thử click thử ha. Return are you sure? Xin lỗi mấy bạn ha, mình thiếu một cái dấu ở đây. Đó, mình mở dấu ngoặc đơn mà mình quên đóng ha. Rồi sau đó các bạn ra đây, các bạn refresh lại. Đó, mặc định khi các bạn click nè. Đó, nó đầy là cái are you sure to delete. Thì mình sẽ việc sub luôn ha. Bạn có chắc là muốn xóa danh mục này không ha? Đó. Rồi mình refresh lại ha. Mình thử delete ha.
Đó, bạn có chắc là muốn xóa danh mục này không? Khi mình ok thì mặc định cái gì, cái danh mục này nó sẽ biến mất. Đó. Thì ở đây là cái cách và đơn giản nhất. Thường là ví dụ như là khi các bạn lập trình có sản phẩm rồi, có đầy đủ hết rồi, thì nó sẽ có một cái dòng mã code nữa, dòng phân, dòng một cái hàm nữa để kiểm tra là gì. Khi mà có sản phẩm thuộc cái danh mục này thì khi các bạn click vào delete thì nó không cho xóa, nó bắt các bạn xóa những cái sản phẩm thuộc cái danh mục đó. Thì nó gì? Thì nó mới cho xóa cái danh mục. Sau khi xóa sản phẩm xong hết rồi, bắt đầu nó mới cho các bạn xóa danh mục. Đó, cái đó là. Còn đây là chỉ có click vào xóa thôi, tại mình chưa có sản phẩm nào mà ở trong danh mục này hết. À, rồi, ở clip sau mình đã thêm được nè. Mình thêm được danh mục sản phẩm rồi, mình liệt kê được danh mục sản phẩm rồi, xóa được, sửa được rồi. Thì ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm là thương hiệu ha. Thương hiệu thì cái thương hiệu có nghĩa là mỗi sản phẩm nó sẽ mang một thương hiệu. Đây là category có nghĩa là danh mục ha. Brand có nghĩa là thương hiệu, thì gồm những thương hiệu như là Dell hay là Samsung, Apple, đó là những thương hiệu ha. Đó. Thì mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi những series sau. Xin cảm ơn các bạn.